Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Mobile. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái tiêu đề này khá là nhiều người cũng đang thắc mắc và cũng đang quan tâm. Đó chính là dòng iPhone 14 Pro Max liệu thật sự có nên mua hay không? Thì mọi người cùng theo dõi hết toàn bộ video với em nhé. Trước khi mà theo dõi video hãy cho em xin một like, một subscribe vào trong kênh YouTube này nhé. Cảm ơn mọi người. Đầu tiên thì để mà nói thì dòng iPhone 14 Pro Max thời điểm hiện tại vào tháng 4 năm 2024, cuối tháng 4 rồi. Đấy thì là hiện tại nó giá nó vẫn đang chênh vênh tầm khoảng 20-21 triệu. Thì đấy là máy lướt, máy 99 nhá. Còn nếu như mà máy chưa active hàng 1987 thì nó đang rơi vào tầm khoảng đâu đấy loanh quanh thêm vào khoảng 23 triệu gì đấy, 23-24 triệu gì đấy. Còn nếu mà máy đập hộp thì nó đã khai tử rồi, nó sẽ không còn đâu. Hầu hết như bây giờ nếu như mà còn thì chỉ là còn hàng tồn kho thôi. Nhưng mà thật sự ra mà nói là bỏ thêm khoảng 5-6 triệu để mà mua thêm một cái bảo hành của Apple hay là một cái hộp giấy không ấy thì nó cũng không đáng lắm. Mà mặc dù trong hết tất cả các video của em cũng đều nói đấy là bây giờ để mà tìm được một cái cơ sở sửa chữa hay là một cái địa điểm cửa hàng sửa chữa iPhone ấy, nó không hề khó. Nó chắc là chạy khoảng vài cây số nếu mà xa, hoặc là nếu mà ở trên thành phố này thì chạy chắc khoảng vài trăm mét là cũng đã có thêm một cái cửa hàng sửa chữa rồi. Nên là bảo hành hay không không quan trọng, quan trọng là các tính năng và hiệu năng sử dụng máy. Ok, đầu tiên thì để mà nói về cái hình thức thì như cái dòng 14 Pro Max nó cũng đã có một cái điểm khá là nổi bật hơn so với là dòng 13 Pro Max, đó chính là cái Dynamic Island. Thì cái tính năng hiệu năng của cái dòng của cái Dynamic Island này nó cũng khá là nhiều các cái linh hoạt để cho chúng ta sử dụng, như là trong thời gian chụp cuộc gọi hay là các cái bản nhạc mình đang nghe chẳng hạn, thì nó cũng khá là tiện. Em thấy nó tiện hơn là so với cái tai thỏ, bởi vì là mình có thể tận dụng được hết toàn bộ các cái chức năng, cũng như là cái iPhone nó không bị thừa thãi đi bất một cái gì cả. Đấy, thêm một cái nữa này thì bắt đầu từ cái camera, nếu như mà mình dư giả lên thêm ấy thì iPhone 15 Pro Max nó cũng không đáng là gì cả. Nhưng mà nếu mà tài chính vừa vừa ấy, 20 củ loanh quanh đấy, thì iPhone 14 Pro Max là một lựa chọn khá tốt. Mặc dù là cái dòng 14 Pro Max nó có một chút phần nóng máy thôi, thế nhưng ấy mình đầu tư thêm, nếu như mà với các cái dân game thủ mình đầu tư thêm khoảng 200-300 nghìn đấy làm một cục sò lạnh thì thoải mái luôn, tăng maximum hiệu suất lên là một điều quá ok rồi. Và thêm một cái này nữa thì cái này đặc biệt là dành riêng cho những anh em nào, những anh chị em nào mà thích chụp ảnh. Thì dòng 14 Pro Max này chụp ảnh riêng là đã cam tele 3x. Đấy, 1x, 2x hay 3x. Nó hầu hết như là máy nào chả có đúng không? Thế nhưng mà ấy, riêng với cái dòng 14 Pro Max này là cái cam 3x, cam tele 3x này nó sẽ không bị méo ảnh. Hay hơn hết ấy là nó cũng không bị bóp méo hình thể đi. Thì đấy cũng là một sự lựa chọn khá là ok. Và thêm một cái nữa này, cái chế độ chân dung của dòng 14 Pro Max em thấy nó quá là tuyệt vời luôn. Bởi vì ấy, nó vẫn là làm mờ cái hình, nó vẫn làm lấy nét hình thể và làm mờ đằng sau thôi. Thế nhưng nó bắt nét và cái độ màu ảnh phản sáng của nó rất là ok. Và từ dòng 14 Pro Max so với 13 Pro Max thì nó khác biệt như thế nào thì riêng với cái độ màn hình thì tần số quét nó vẫn là 120Hz thôi. Thế nhưng mà riêng về em cũng đã thử test qua cũng cùng một video trên và cùng bật thử 4K cả 13 Pro Max và 14 Pro Max nhé. Thì dòng 13 Pro Max nó cũng không đáng, thì cái dòng 13 Pro Max ấy, cái hiệu suất cũng như là màu ảnh nó sẽ không nào không sáng bằng so với 13 Pro Max. Thêm một cái nữa này thì dòng iPhone 14 Pro Max đã được trang bị cùng với cả cái con chip A16 Bionic. Đấy, cho nên là kể cả mà anh em nếu mà so sánh cùng với các cái dòng Android cùng với cái tầm giá khoảng loanh quanh 20-21 củ ấy, đấy, quá là thoải mái luôn. Bởi vì sao? Bởi vì không có một cái gì để mà so sánh nữa. Thứ nhất là cái hiệu suất, hiệu năng nó quá là ok nhá. Và hơn nữa là cái độ sáng màn hình nó lên tới 2000 nit cơ. Đấy. Và nếu mà so sánh từ iPhone 12 Pro Max lên tới 14 Pro Max thì 14 Pro Max đương nhiên là gấp đôi với 12 Pro Max rồi. Cái này thì hơi so sánh hơi khập khiễng. Nhưng mà ấy, để mà nói với cái độ phân giải cao như thế mà con chip mà con 14 Pro Max này được sở hữu thêm ở con pin khủng lên tới tận 4300 mAh thì cứ thế mà chiến thôi, không phải lo gì. Và như lúc nãy em có nói đấy, đầu tư thêm một cục sò lạnh 200-300 nghìn, một cái quạt tản nhiệt đấy, thì kể cả anh em chơi game hay làm việc, tất cả mọi thao tác mà quá nóng máy tới
iPhone 14 Pro Max không phải sợ lo về cái việc giảm hiệu năng hay là cũng như hiệu suất sử dụng của, trong quá trình sử dụng của mình. Đấy thì comment xuống dưới cho em biết thêm là em còn thiếu sót gì nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết toàn bộ video này. Rồi, mọi người cho em xin một like, một subscribe trong kênh video này nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.